trên bàn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại mình cùng chị Pơ là đang ở trên lán cá nhà mình. Và mấy hôm nay là trời mưa rất là nhiều luôn cả nhà. Nên là con suối nhà mình to quá nên mình không lên lán để quay chia sẻ với mọi người được. Nên là hôm nay là trời nắng thì mình cùng với chị Pơ sẽ đến quay chia sẻ với mọi người nha. Nên là lâu lắm rồi mình cũng không quay lại thăm lán cá nhà mình. Bố mình và cá cũng to rồi đấy cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào thăm nhà cá nhà mình nhé. Này, đây mấy cái ao cá này. Bây giờ có cả các chị, các anh nhà Pơ là đều nuôi này. Giờ cá cũng gần 1 cân rồi đấy. Đúng rồi. Dưới này là anh trai mình là cũng phải đang vét ao cá cả nhà. Tại vì là mỗi mùa mưa xong mà nước lũ về ấy, nước cuốn trôi rất là nhiều cặn bẩn. Nên là mỗi khi mà trời mưa to một đợt mình phải đi rửa lại ao cá cho nó sạch. Không là nước bị ô nhiễm là con cá rất là dễ chết luôn. Đó. Anh trai mình là đang rửa cá dưới kia, mình sẽ vào dưới này xem nhá. Rồi. Lâu lắm rồi không được đi xuống thăm cá rồi. Chỗ này trơn lắm á. Wow, con cá to chưa kìa. To nhỉ. Yến đi cẩn thận nha. Đó, tại vì chỗ này trơn lắm. Ở dưới này cá siêu to luôn. Đó, một con cá là cũng được 1 cân đấy. Wow. Quẫy đuôi mạnh chưa. Đó, anh trai Mí là đang rửa ao cá dưới này. Đây là anh trai cả của nhà mình nha. Nhiều anh chị là hay bảo là chưa thấy anh ở Pơ về anh Mí này. Đây là anh cả của Pơ nhá. Đó. Nhà cá nhà mình là cũng lớn rồi. Nhưng mà cũng phải đợi thêm mấy tháng nữa mới được thịt này nhà. Bố bảo là tầm tháng 9 á. Tháng 9 năm nay á. Xìa, có thể tuần trẻ kíp với tôi xuống á. Đây mình sẽ xuống dưới này một tí để xem cận cảnh cá hơn nè. Nhưng mà bạn Caramel thì cứ ở đây nhá, mình xuống thôi. Trơn lắm. Đây này, đây nhờ anh trai mình bắt một con cá này. Con này. Con này cho được mấy lạng thôi. Con này khỏe lắm cả nhà, dễ mạnh lắm này. Con này được gần 1 cân rồi nha. Đây. Đây quay cận cảnh cho mọi người xem này. To chưa? Con này dễ mạnh lắm ạ. Này đi đi bạn ơi. Con này được gần 1 cân cả nhà. Nhưng mà vừa mưa xong này nước hơi bẩn ấy. Về rửa sạch. Không là con cá rất là con cá này là mình phải để nước lạnh này. Lạnh như tủ lạnh ấy. Đúng rồi. Nước lạnh như này thì cá hồi cá tầm mới dễ sống mà với lại là nó mới phát triển được mạnh. Mà mình phải thường xuyên rửa ao cá này. Nên là cá mới sống được. Tại vì cá này cũng có rất là nhiều loại bệnh cả nhà. Đúng không rồi, phải là dễ sống đâu. Hả? Cũng hơi khó nuôi ấy. Ô này tá này hàn dư em bê. Nó kia. Nên là mình phải rửa muối nữa cả nhà, con cá này. Anh đấy. Bảo là rửa sát trùng nữa. Nữa là mình sẽ dắp muối rồi mình lại rửa là một lần tiết này. Đúng rồi. Tại vì là mình có hỏi anh trai mình là có cái để rửa cá nữa không thì anh ở nhà mình có mỗi một cái chổi với một cái để làm thôi nên là chỉ có một người làm. Chứ anh Mỹ cũng mong muốn đi xuống giúp anh trai mình lắm. Với cả là nước này rất là lạnh nha. Cá hồi cá tầm này phải từ 21 độ 22 độ trở xuống là cá dễ sống nhất. Càng lạnh càng tốt. Đúng rồi, mười mấy độ là cá dễ sống nhất. Bên này là nhà mình vừa thả ao cá bên này nữa này. Nên là những con cá bé bắt đầu thả xuống dưới này. Wow, nhiều chưa? À, bên này là ao cá bé nên là nước sẽ nông hơn một chút nha cả nhà. Đó. Đây là đàn bé đấy. Đây là bé là cho vào bên này, còn to thì sẽ cho vào ao riêng nha. Này phải rửa ấy. Em thấy nhiều lá cây này. Nó rất là nhiều lá cây luôn, tại vì là vừa mưa to xong ấy. Mấy hôm nay là mưa to nên là Mí Chí Pơ là không đi qua suối được cả nhà. Là suối to lắm. Hôm nay trời nắng ấy, trời nắng đẹp mà suối bé đi là mình. Đúng rồi. Ui nhưng mà nhìn cá nhiều này thích nhờ. Ao cá dưới này hết rồi. Đây bây giờ mình sẽ qua bên này này. Nhà mình là nuôi cá gầm suối thôi. Suối đầu nguồn nước tự nhiên rất là sạch luôn. Đó. Đây bên này là suối nhà mình nhá cả nhà ơi. Suối. Nhà mình là xây ao ở gần suối luôn. Đó.
nhưng mà cũng phải là rất là cao để khi mà nước lũ về là không vơi đến đến đây. Ngày xưa là nhà lán nhà anh ấy là gần suối nên là buổi tối là mình hay đi soi cá lắm, mà buổi tối soi cá là thường hay có cua đá, cua suối rất là nhiều. Cua đá đấy. Để hôm nào là anh ấy chị Pơ sẽ là làm một video buổi tối mình ngủ ở đây xong mình đi soi cá cho mọi người xem nhá. Chứ soi cá là mình rất là thích luôn. Nhưng mà cá suối thì thường rất là bé luôn, không như là ở dưới miền Nam là con to này và có rất nhiều con cá. Ơ đây này, nói tới con cua là thấy cái càng cua đây này cả nhà. Càng cua ở con càng cua suối là nó cũng to phết đấy, nhiều thịt lắm ấy. Nhưng mà King nó cũng lắm hết đây rồi. Đây. Đây là king lắm ở suối. Đúng rồi. Không ngờ đây nó lại có cái vỏ cua, chắc là anh trai ăn. Hôm nay là Pơ anh nghĩ là có mang gà lên cất anh ở trên này, tại vì là trời mấy hôm trời mưa ấy. Không anh cất anh là không về lấy đồ, hôm nay là Pơ anh nghĩ trời nắng nắng nên là hai chị em mà mang ship đồ lên cho anh chị. Giờ mình sẽ đi hái rau dớm để tí nữa là nấu với cả xào ăn cơm nha. Đúng rồi. Bây giờ mình đi thăm vườn chanh leo cũng như là đi hái rau rừng nha cả nhà. Này. Đây. Đây cũng là con đường quen thuộc à, Mì Chí Pơ đi hái chanh leo cả nhà. Nhưng mà mùa này là cũng chanh leo cũng hết rồi đấy. Bông đang đau chân rồi, sao cho Bông ở nhà đi. Bông ở nhà đi Bông. Không biết có phải nó đau chân không. Thật ra là lâu lắm rồi nó không gặp mình, nó cũng nhớ mình hay sao. Ở nhà đi Bông. Đau chân thì ở nhà đi nhá. Bông giờ là mẹ rồi. Thương Bông lắm. Bông tình cảm mà. Đi ơi. Xem là xem cho nó gì đấy. Chanh leo nhà mình là đang hết mùa rồi cả nhà. Có vài quả thôi. Thì ai mi đi hái vài quả. Tí mình làm nước chanh uống. Bên này có nhiều này. Nhưng mà quả này hơi tím tím này là mình hái được rồi đúng không chị Pơ? Đó. Thôi hai quả này hơi xanh xanh thì mình để dành. Để khi nào nó tím nữa. Đây quả là tím đó chị ạ. Đây này. Mình cứ nghĩ là hết mùa rồi nhưng mà vẫn còn nha. Tại vì vừa nãy mình đi qua vườn chanh leo thì mình thấy là vườn chanh leo là cũng không còn nhiều như hôm trước rồi ấy. Nè. Đây để diên bên này này chị Pơ. Dốc. Chanh leo trồng trên đất dốc. Hết chưa nhở? Bơm mổ ra xem nào. Để em làm cho. Ủa sao nó lạ thế? Nó cái màng ấy. À, ngon quá. Lạ quá nhỉ. Đó. Nhìn nó dẫn à. Ngon đó. Sâu ấy. Nhìn con sâu. Tưởng tượng thật là phong phú. À, mời cả nhà nha. Này chị Pơ. Em à mình sẽ ăn cái miếng này nha. Ngọt quá. Nó chua lắm cả nhà. Nhà mình phải theo thêm đường vào. Chua. À ra quả này nó chua nhỉ. Thơm mùi chanh leo nhưng mà nó thơm nồng nhưng mà hơi chua cả nhà. Nhưng quả này nó chưa. Này phải thêm với đường vào làm nước chanh uống thì ngon. Này nó chưa chín mấy, nó hơi chua. Nhưng mà nó ngon lắm. Mình cả nhà mình thích ăn đồ chua. Chị Pơ là thường uống nước cam là không bao giờ cho đường nha. Thích ăn chua. Đúng rồi. Pơ là không bao giờ cho đường vào nước cam đâu. Nhưng mà chị Pơ sao lại thích uống ăn chua? Lau đi. Thôi. Mình sẽ xem là còn chanh leo nào không. Chua nó tốt cho mình mà. Đúng rồi. Bổ sung vitamin C. Xem mà còn chanh leo nào không nhá. Chưa giờ hết rồi cả nhà. Đây là
Một quả nó đang tím tím đây rồi. Còn hai quả nữa rồi chị ơi. Rồi ăn nữa. Quả này. Anh Mỹ có một quả nó chín hình trái tim luôn. Quả hình trái tim cả nhà. Ủa sao em nỡ bẻ đôi trái tim ra ấy? Ăn mà. Người đó là người không có tình yêu có khác. Ui ngon thế. Cho em miếng này đi. À, hai miếng này. Miếng này. Ngon đó. Nó chín đậm rồi ấy. Thơm. Đây chị Pơ hái hai quả trên này đi chị Pơ. Quả này chưa chín mấy á. Em hái một quả. Ủa chua thế. Mùa đông là thường cây cối không nhiều hoa quả với lại cũng không nhiều cây cối không sinh sôi nở nhiều lắm. Lúc nào cũng hết thức ăn cả nhà nên mình đi hái sau rừng ăn thôi. Trên rừng thì chỉ ăn đi ăn rau rừng thì mình tự đi hái thôi. Đây cũng là rau dớn nha. Đó, cả nhà nhìn kỹ cây rau dớn nha. Khi nào mọi người lên rừng thì nhớ hái nhé. Đây này cây này, này. Còn mấy cây nó đang xanh mơ mởn đây này. Đây là rau dớn, rau dớn thì nó sẽ không có lông nha. Nó trơn trơn nha cả nhà. Rau dớn này là mình mang về xào này. Đã xào với mì gà cũng ngon. Cả nhà mình ăn xào không? Cả nhà biết rau dớn có thể chế biến được món ăn nào thì mọi người có thể comment để Mỹ Shipper biết nữa nha. Đấy, nãy giờ được một ít này. Mình cái này mình phải đi, mình phải kiên nhẫn đi từ từ nha. À, trên này này có nhiều này. Đây này anh ấy, trên này nhiều lắm này. Cây rau dớn là rất là khó và mọi người hay nhầm với lại là cây dương xỉ á. Nhưng mà cây dương xỉ nhiều lông hơn chứ cả nhà. Đây phải cây này là cây ấy không chị? Cái này cũng là cây rau dớn. Đấy. Đó. Cái này không phải nữa. Đó, nghiêm trọng lắm á, hai hơi bảy lá rồi. Mình là hồi bé là ông bà đã đưa đi lên rừng để dạy mấy cái cây mà ăn được, cây nào không ăn được thì nói. Mình phải nhìn, không là nó mình phải hái cái ngọn non của nó. Đây này.
cây của nó đây này. Đây nữa. Chân mình cũng là những cây rau dớn như này nhỉ. Đây này, mấy cây rau dớn á. Cái này này, cây non này. Đây này, cũng có này. Đúng rồi, ngay bờ sông này là. Đây đây này. Ê. Đây đúng không chị? Đúng rồi. À, ngay bờ sông bên này tí mình chị em mình ra sửa ngay đây ha. Đây mình ra sửa cây rau dớn này. Ở đây cây non non này chị, phải không? Giờ chị em mình là sẽ rửa rau ngay bên suối là cả nhà. Nhặt ra mí ạ. Nhặt rau xong là mình rửa. Nhặt ra. Đây đây này. À. Đây. Giờ là sẽ nhặt rau. Lấy cái cọng già già thì mình sẽ vứt đi nha. Đây. Lấy cái cọng non của nó thôi. Mình nhặt luôn để về chỉ cần xào lên ăn thôi cả nhà. Đây, mình sẽ nhặt cái cọng già để vứt đi. Non của nó này. Đây. Bây giờ nhặt hết cái non cái già này thì mình sẽ không lấy nha. Đó. Đó. Ngày xưa là không có gì ăn là mình hay lên rừng lên suối là có đồ ăn rồi cả nhà. Đó. Một bữa cơm của người dân tộc mình rất là đơn giản thôi. Mình đi lên rừng lên nương ấy, thường thường nếu mà bắt buộc thì mình sẽ chỉ cần đi chặt cây tre nứa để mang một ít gạo lên nướng cơm lam, rồi là đi hái cây cây rau rừng, cây rau dại lên xào lên là ăn thôi. Đúng rồi. Rất là đơn giản. Mà thế này ăn nó vừa đảm bảo sức khỏe, rau này rau rừng nó rau tự nhiên đấy cả nhà. Đúng rồi. Không phun thuốc gì nên là mình yên tâm. Là các món ăn đặc sản trên Tây Bắc đấy. Rau dớn là nhiều bác còn lên đây ấy, các nhà hàng ở trên Tây Bắc ấy, các bác là cũng hay gọi rau dớn này để xào ăn đấy. Đúng rồi. Các nhà hàng là cũng có cả rau dớn này nhỉ. Đây đằng sau hành mí đây là một cái thác nước rất là cao luôn. Một chút nữa mình sẽ đi quay chia sẻ mọi người nha. Mà cái thác nước này này, trước là bố vơ là cũng hay bắt cá nhỉ. Đúng rồi. Bố hành mí là hay có lưới ấy, lưới bắt cá là thường để cho buổi sáng hôm sau là đi đi bắt cá. Đây, xong rồi anh đi để chị để cho vào em rửa nha. Đây, sau khi là nhặt xong là mình sẽ mang đi rửa nhé cả nhà ơi. Chỗ nào nước không ấy thì mình sẽ đổ vào luôn rửa luôn. Từ từ nha, để em tìm chỗ góc nào đã. Đó. Đó. Mình sẽ tìm góc nước. Này mình cũng phải nhanh tay chị Pơ, nó hay trôi xuống dưới này này.
này buốt lắm cả nhà. Đó, tay mí đỏ hết luôn rồi. Đây, em nghĩ là rửa sạch hơn nữa thì mình phải đi rửa cái nước mà nước mà ở bên kia, nước nước nó chảy bên kia. Đó. Này, xong. Đó. Rau này là rửa đơn giản thế thôi. Về nhà mình sẽ ngâm muối nữa cả nhà. Thế thôi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới này quay chia sẻ mọi người thác nước dưới này nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Ở đây là mình thấy có rất là nhiều củi ở đây. Chút nữa là mình sẽ mang vài thanh củi đi về. Đó. Suối trôi về là mỗi đợt có lũ về là sẽ có rất là nhiều củi cây cạn này. Nhà mình là thường hay đi nhặt về để trên hòn đá này để nó khô xong rồi mình sẽ ra lấy nha. Đó. Để mình nữa có củi đốt, không phải đi lấy trên rừng về. Đốt này nó cháy lắm này. Đâu chị Phương? Cái này mang về đốt nó cháy lắm. Đúng rồi. Đi mình sẽ xuống dưới này quay đi. Chỗ này là hồi xưa là mình đi lên lá là mình rất là thích luôn. Tại vì chỗ này cao lắm cả nhà. Anh cởi dép ra đây. Bạn Yến là không quen đi đường suối ở nhà. Đi nhớ là ra bên này. Rồi các anh mình là đã luộc gà rồi. Với cả là mọi người đang làm đũa cả nhà. Tại vì là đũa nhà mình là hết rồi, không đủ ăn nên là phải làm thêm. Đũa là đũa tre tự làm nha. Gà là đang luộc ở bên trong. Nhà mình là mấy hôm trước là mưa nên là củi bị ướt hết nên phải treo gác bếp củi luôn cả nhà. Này, củi nhà mình treo gác bếp luôn. Nhà mình cái gì là muốn hong khô thì cứ treo gác bếp. Đó. Mình đi xem một con gà chín nữa nha. Wow. Để mình xem nào. Đây, con gà. Có cái đầu gà lên là không quay được. Đúng rồi. Đây. Con gà bé bé mà cho cái nồi to quá. À không phải, con gà to mà cho cái nồi bé quá. Bây giờ mình sẽ đi xào rau nha. Bây giờ là mình sẽ xào rau nha cả nhà. À, trước khi xào rau mình sẽ để cho tỏi vào trước. Xào tỏi cho nó thơm. Thơm á. Gà vừa chín rồi cả nhà. Mấy hôm nay là các anh trai mình ở trên này là không đi về nhà được ấy, toàn ăn rau rừng thôi. Nay là nhà mình là vừa mang con gà lên. Nó hành ui, hơi cháy cháy này. Này không cho nó như này nó mới thơm ấy. Hết luôn. Thích cái cháy xèo xèo rau này để quá lắm. Biết nấu ăn ngon người ta gọi là gì nhỉ? Gọi là nữ công gia chánh à? Mấy công nhà sánh nhá. Nói về các cô gái có chồng rồi. Mấy công gia chánh thì mới lấy được chồng ấy. Chỉ là những cô gái chưa người yêu và chưa chồng. Còn mình thì mình phải học hỏi nhiều mới lấy được chồng. Phải chăm chỉ hơn nữa. Đó. Mình cho muối vào. Đó. Cho muối vào. Mì chính nữa. Hết mì chính rồi. Khói quá.
Rau dớn này thường mọi người cũng có thể làm nộm được nha. Đó, món nộm rau dớn cũng rất là ngon luôn. Đó. Nhưng mà nhà Mỹ thường sẽ là chỉ xào lên với tỏi này ăn thôi. Mình nhớ là ngày xưa nhà Mỹ hay lên làm trồng cây để làm miến rong ấy. À, tự dưng mình quên mất. Là cây rong ấy. À, cây rong để làm miến rong thì nhà mình là hay lên trên này, không có gì ăn, thường hay hái rau dớn để xào thôi cả nhà, ăn với cơm thôi. Nhưng mà em nghe nói là hình như là củ rong là luộc ăn được không chị? Đúng rồi, củ rong mình nướng lên, nhưng mà mình phải để cho nó ráo nước, nó khô nước ấy, để mấy hôm ấy. Đấy, để lâu lâu cho nó khô nước. Trước là đi học là xem giáo khoa là thấy củ rong cũng thèm muốn ăn lắm. Đúng rồi, củ rong là nướng lên là thơm ngon nhất em. Ngày xưa nhà chị cũng trồng nhiều miến rong ở trên lán nhà mình á. Nhưng mà sau này có gì thì chị cũng luộc thử cho em ăn để em biết là mùi vị cái củ rong nó như nào. Để hôm nào, nhưng mà giờ là hết mùa rong rồi, phải để năm sau cơ. Năm sau mọi người trồng có qua ra củ rong to thì mình mới ăn được. Thế thì mình cố đợi, chờ lại mình ăn miến rong thôi. Anh trai mình là đang chặt gà, bây giờ Mí đang nấu cơm ở nhà. Nhà mình sẽ nấu cơm bằng nồi than này các bạn ơi. Nhà mình sẽ cơm sôi rồi thì mình sẽ đảo một lần xong để vào cho. Hơi khói của nhà. Quá. Đây là làm bếp củi nhiều khi là hơi vất vả về đấy, khói. Này, anh trai mình đang chặt gà gần xong này. Cái gan gà này mình sẽ để vào trong bát để một chút nữa là nó với lại chấm với chẩm chéo. Đây là chẩm chéo của Ami đâu nhỉ? Mình vừa mang về. Đây, chẩm chéo đây là chẩm chéo của bếp trên bàn. À, 100.000 một lọ nha cả nhà. Đây, phân phối của anh Hải Sapa TV. Nếu cả nhà mua thì mọi người có thể gọi điện cho Ami qua số điện thoại là 0923456766 nha. Bây giờ mình sẽ pha chậm chéo à. Trên bàn này luôn. Này, nhà mình đang ăn dở. Thôi ạ. Khói ạ. Đó. Khói cái củ. Đó, này nhà làm nhiều thì mình ăn nhiều. Thì mình sẽ lấy nước luộc gà nhé. Đây, với gan gà thường nhà cả nhà mổ lợn mổ gà ấy, thì mình lấy cái gan gà để chấm làm với nước chấm cực kỳ ngon và thơm luôn. Mình thường nếu mà cả nhà nếu có ốc lợn thì làm với ốc lợn cũng được, chấm với thịt lợn cực kỳ tuyệt vời luôn nhà. Đó, tuyệt vời em, đá lắm. Ngon quá. Đây một chút nữa mình sẽ ăn ha. Hôm nay là nhà mình là ăn cơm ở trên tảng đá như ngày thường cả nhà. Tại vì là mọi hôm là mình ăn ở bếp, nhưng mà cả nhà mình là muốn quay chia sẻ mọi người khung cảnh ở đây rất là đẹp, cũng như là muốn ăn cơm ở một nơi đẹp thì mình sẽ ăn cơm ngon hơn ấy. Là nhà mình chuyển sang ăn cơm ở đây. Mời cả nhà là ăn cơm cùng gia đình Ai Mí nha. Khung cảnh nhà Ai Mí là cực kỳ đẹp luôn, chill cả nhà. Ở đây là khung cảnh rất là chill luôn. Mọi người nhá, hôm nay là nhà mình là có rau dớn này, có thịt gà chấm với lại là chẩm chéo này, bữa nay là bạn Yến chấm với xoài. Còn bên này là rau. Mời cả nhà ăn cơm nha, nhà mình là ăn cơm đơn giản thôi, nhưng mà bữa cơm như thế này nhà mình gọi là ngon lắm rồi. Cảm ơn. Cả nhà ăn cơm ạ. Mười bố mười anh ăn cơm ạ. Thơm á. Anh mình cũng xin phép là giới thiệu với lại mọi người, đây là lọ chẩm chéo nhà mình. Chẩm chéo là bán 100.000 một hộp. Cả nhà mua từ 2 hộp là sẽ được miễn phí ship, và mua từ 3 hộp là sẽ được tặng thêm một hộp nha. Chẩm chéo mình vừa pha đây, vừa nãy là mình cũng có qua chia sẻ với mọi người rồi. Mình có pha với lại là lòng gà, mề gà, với lại là gan gà cả nhà. Này, miếng đùi gà là để dành cho bé Yến nha.
Còn này mình ăn sẽ ăn miếng thịt này, mời cả nhà. Nói về vẻ nè, các anh trai mình hơi ngại một chút cả nhà. Nói gì? Đây là anh rể mình, đây là anh trai với nhà. Dù ăn như gì thì mình chấm với chấm chéo, cũng phải chấm chấm chéo mới ngon cả nhà ơi. Anh trai mình là có bạn đang đợi bạn đi xe máy từ bên kia sang này. Nhưng mà không biết là mọi người hôm nay suối to mà mọi người vác được xe máy đi qua suối được hay nhỉ? Ừ. Cả nhà nha. Phải vác suối, phải vác xe máy đi qua. Ngon quá. Ngon. Có anh bạn của anh trai mình vừa ra đi xe máy ra. Đây rửa tay là dùng tay chấm cho ngon cả nhà. Nhưng mà mình ăn cơm ở suối cảm thấy ngon hơn đấy. Khung cảnh rất là bình yên mà không khí rất là thoáng luôn. Không giống ở trong bếp, ở trong bếp là nhiều khói lắm ở nhà. Bố ăn cơm ngồi, bố ra bên này ngồi đi bố. Để kéo ra bên này cho bố dễ gấp ha. Đấy, anh nhà trai mình vừa pha thêm nước lùa gà vào. Biết là anh có ra không? Ừ, nước chén cá cũng được đi rồi. Nấc cổ quá. Ngon quá cả nhà. Ăn thơm rồi. Nhà chấm chấm chéo với mình là quá tuyệt vời luôn. Mình chính là dùng chế chứ nhỉ? Nó cầm tay. Mình cũng thấy là ăn gà chấm với chấm chéo với cơm là mình ăn được nhiều cơm lắm nhỉ. Mà ăn để trong không gian này mình cảm giác ăn cơm ngon hơn nhỉ em ý nhỉ? Đúng rồi. Khung cảnh đẹp cũng như là không khí trong lành ấy. Nhà mình, con người mình thoải mái hơn. Này là các bác cũng là đang ở nhà xem có ao ước được có một cái view mà để ăn cơm nó ngon như thế này. Khung cảnh rất là đẹp. Nhà mình ăn chấm với chấm chéo với lại rau. Đây là vitamin không hăng. Hả? Mà mua hàng món gì đó? Chị chị là gì? Nó chị ăn gì mà? Chị ăn tao ta biết uống mò biết đợt đợt biết nhìn chị mò à? Muốn chị đỗ đỗ hả? Gì mò xong rồi tối nay muốn chị mò hả? Muốn chị đỗ là? Nào là chị mò. Ê, tại vì là cả một mấy ngày rồi nên là các anh muốn uống rượu tổng kết một ngày cả nhà. Số 24 này đây nhỉ. Mà trên mình là mọi người uống rượu bằng bát nè. Mỗi người một bát nè. Uống rượu bằng bát là cả nhà ơi. Nên là các chàng trai là muốn lấy vợ Tây Bắc là cũng phải đô, phải đỉnh nữa đấy. Vừa ăn cơm mà vừa nghe thấy tiếng suối róc rách ở ngoài nữa. Mang miếng thịt. Ngon lắm. Vợ ăn thử rau dấu hôm nay em xào đi. Ăn rau dấu nha. Chấm với chấm chéo này. Ok không? Ngon lắm. Mày biết chào ngon. Nói sao đâu? Ngon. Hôm nay là
may mắn là trời nắng nên là chị em mình được đi lên cầu, đi lên lán nhà mình để qua chia sẻ với khán giả. Mấy hôm nữa là mình sẽ cùng anh Tú để đi lên Mường Tè để phát cái phần tiền, phần quà của má Nhi đến với là bà con Mường Tè, tại vì bà con Mường Tè có rất là khó khăn nữa. Nên là mong là cả nhà luôn theo dõi và ủng hộ Bếp Trên Bản. Còn bây giờ là mí chị Pơ để mọi người ăn cơm tự nhiên hơn thì mình cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn là khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành cùng mí chị Pơ. Nhiều khi là mí chị Pơ là có những sai sót gì thì mong mọi người thông cảm và luôn yêu thương ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye, chào cả nhà nha.